Xin chào các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip video clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ giải thích gì sao mà VRSI sẽ thu phí 20 đô nha tất cả các bạn. Vì chương trình vì VRSI nó mướn một công ty tại vì MR để xác nhận thành viên tất cả các bạn. Cái này là không phải phí 20 đô này là VRSI thu nhận của các bạn, mà là cái tập đoàn MR này nhận các bạn nè. Chi phí xác minh KYC 20 đô la điều quan trọng cần xác minh KYC là không thực hiện bởi ra gì, chúng tôi không thể không có hệ thống tài nguyên hoặc giấy phép thực hiện. Đây là một công ty lực độc lập ở Dubai chuyên xác minh KYC người từ khắp nơi trên thế giới, giữ an toàn tài liệu của bạn. Chúng không bao giờ giữ bất kỳ thông tin cá nhân, tài liệu nào, riêng tư nào của bạn. Xác minh KYC 20 đô rồi. Chính công ty lực này là đang tính phí 20 US, không phải là VRSI kiếm tiền trong xác minh KYC bắt buộc này. Chúng tôi biết rằng 20 đô la này rất nhiều ở một số quốc gia, nhưng bằng cách thực hiện KYC bạn có nhiều hơn nữa đến cho bạn. Các bạn vào đây mà dịch qua tiếng Việt mà các bạn đọc nghe tất cả các bạn. Và mình có nói luôn, để ngày mai mình hướng dẫn cho tất cả các bạn KYC nha các bạn. Vì bữa nay mình cái thẻ của mình, nói chung thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn KYC đó. Các bạn fan ha KYC nha các bạn. Có những cái trục trặc nhỏ các bạn, để ngày mai mình hướng dẫn cho tất cả các bạn KYC cho nó chính xác luôn nha các bạn. Để các bạn không biết KYC cái nó có nhiều cái lỗi nhỏ. Rồi. Chương trình lối sống. Dạ bạn nào chưa chơi tất cả đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Đăng ký thì mình có để lên một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký ở dưới phần link mô tả của mình đó. Hiện tại giá cổ phiếu của nó là 0.32 cổ phiếu Bybit nha tất cả các bạn. Đây thì mình đã và khi các bạn đăng ký, các bạn có 14 ngày để chia sẻ cho bạn bè và người thân nha tất cả các bạn, để nhận cổ phiếu thêm miễn phí. Free. Khi các bạn tham gia sẽ nhận được 450 cổ phiếu FS thì giá của khoảng 50 đô ạ. Kèo này mình thấy cũng khá là ngon nha tất cả các bạn. Các bạn nên bỏ ra một số tiền nhỏ thôi. Các bạn tham gia sau này dự án này sẽ ra một cái app cho tất cả các bạn xem quảng cáo kiếm tiền, rồi tiếp làm tiếp thị liên kết nữa. Hiện tại nó đang phát triển vào giai đoạn 3, vào ngày 2 tháng 7 này nó sẽ cập nhật thêm thông tin cho tất cả các bạn nha. Đây thì dịch nè. Lợi thế của KYC thì mai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn KYC liền mới được. Lợi thế là kéo dài là từ ngày 5 tháng 7, các bạn KYC sẽ nhận được 100 đô thêm nữa các bạn, được thanh toán tích hợp trong thời gian ngắn. Ai à, mà khó quá. Mình sẽ theo các bạn tới theo VRSI này cùng các bạn là tới cuối chặng đường luôn nha các bạn. Các bạn nhớ bấm nút like, nút đăng ký. Mỗi một tuần lễ mình sẽ cập nhật cái trang VRSI này cho tất cả các bạn một lần để các bạn yên tâm mà chơi nha. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Wow.